Bốn kiểu cha mẹ không bao giờ lấy được lòng tôn trọng của con cái. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, thước đo sự viên mãn của tuổi già không chỉ được đánh giá bằng giá trị vật chất của cải, mà còn bởi sự tôn trọng của xã hội, gia đình, con cái. Hay nói cách khác, hạnh phúc lớn nhất của tuổi già chính là được sống trong tình yêu thương, sự kính trọng của con cháu. Thực tế cho thấy nhiều người giàu có, của cải dư thừa, có địa vị cao, nhưng không được con cái tôn trọng trong những năm tháng cuối đời. Vì sao vậy? Mời quý vị cùng nghe trong video ngày hôm nay. Bốn kiểu cha mẹ không bao giờ lấy được lòng tôn trọng của con cái. Kiểu thứ nhất, cha mẹ hơi tí là nổi cáu, mắng chửi tệ bạc với con cái. Sau đây là tâm sự của một người con có cha cờ bạc vũ phu bạo lực. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về câu chuyện xảy ra hồi chiều. Tôi buồn thì ít mà phẫn nộ và bức xúc thì nhiều. Hôm nay bố tôi lại đánh mẹ tôi. Tôi đã lập gia đình, chính vì thế tôi càng ngày càng thấu hiểu sự khổ sở và nỗi đau của mẹ tôi khi phải chịu đựng hơn 20 năm chung sống với người chồng như bố tôi. Tôi không quá đáng khi mô tả về bố bằng hai từ tồi tệ. Ngày còn bé, tôi chứng kiến không ít lần bố đánh mẹ, mắng chửi chị em chúng tôi thậm tệ. Bố tôi chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà đánh bạc và uống rượu. Mọi lúc, mọi nơi có thể. Gia đình tôi có căn hộ tập thể nhỏ được bà ngoại giúp mua cho, nhưng về sau cũng phải bán để trả nợ cho bố tôi. Gia đình tôi lại chuyển về nhà nội, đó là một ngôi nhà cấp 4 chật chội. Có thêm gia đình cô út cùng ở nữa. Bà cả anh của bố tôi thấy mẹ tôi vất vả, bố tôi thì chẳng làm gì, nên mua một chiếc xe máy mới để bố đi làm xe ôm. Được khoảng một tháng thì xe máy bố tôi cũng bán nốt. Mẹ tôi khóc lóc, còn bị bố tôi chửi nữa. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng tất cả dường như chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Rồi tôi lấy chồng, bố mẹ chẳng cho được gì. Tôi cũng không đòi hỏi, dù rằng biết là bố mình như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra coi thường hay hỗn láo với bố mẹ. Lại thêm nữa, mẹ tôi làm công nhân, lo cho tôi ăn học và sống cho đến ngày hôm nay là một điều tôi cảm ơn mẹ lắm rồi. Tôi có em bé đầu lòng, nhưng khi sinh ra được 2 tháng thì em bé bị mất. Tôi buồn lắm, vì thế tôi cũng không thể để ý được mọi chuyện. Mẹ tôi lúc này nghỉ làm ở nhà. Tôi cũng vì thế, khi có em bé tôi phải nằm viện mấy tháng. Tất cả sinh hoạt trong nhà của bố mẹ tôi, của vợ chồng tôi, đều do một mình chồng tôi lo hết. Nguôi ngoai được một thời gian sau, tôi lại có em bé. Một hôm tự nhiên hai vợ chồng nói chuyện tâm sự. Chồng tôi có kể là bố mượn một số tiền không nhỏ. Sau ngày em bé đầu tiên mất, bố bảo vì buồn quá nên bố đi đánh bài. Mà không phải bố tôi mượn một lần đâu, mà là 3-4 lần, số tiền rất lớn. Nhiều khi bố tôi còn gặp chồng tôi, lấy 5-700 một triệu, thì chồng tôi bảo không nhớ là bao nhiêu lần rồi. Tần suất đi đánh bài, rồi mượn con rể của bố tôi vẫn đều đều. Tôi rất buồn và chán lắm, chán thực sự. Cách đây 2 tháng, bố tôi về báo nợ cho tôi là 30 triệu tiền đánh đề. Tôi không còn gì để nói. Nói ra cho chồng tôi thì không thể. Tôi chỉ biết bảo rằng bố làm thì bố chịu. Bố đi đánh cờ bạc. Con với mẹ có được một đồng nào đâu mà bố bảo con phải trả. Vừa dứt lời thì bố tôi quát tháo đập bàn đập ghế, yêu cầu tôi phải đưa ngay tiền cho ông. Ông dọa sẽ đốt nhà nếu tôi không đưa. Tôi chẳng còn cách nào khác, dù biết trả nợ cho ông lần này rồi sẽ lại đến lần sau. 2 tuần trước, bố tôi đi chơi từ trưa đến tối không về. Gọi điện thì tắt máy. Mẹ tôi tìm khắp nơi, tìm mãi mới ra một chỗ tụ tập đánh bài. Người ta kể là bố tôi bị bắt rồi. Tôi buồn và ức đến độ nghẹn cứng cả họng. Chỉ muốn nhân cơ hội này cho bố tôi đi cải tạo luôn cho tôi đỡ khổ. Thế rồi tôi cũng không làm được. Tôi lại phải lấy tiền của chồng để chuộc bố tôi về. Chưa được bao lâu thì câu chuyện ngày hôm nay làm tôi không thể chịu đựng được nữa. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà bố mẹ tôi đã cãi nhau. Lời qua tiếng lại, bố tôi lại đánh mẹ.
lâu rồi tôi mới chứng kiến. Tôi can ra mà không được, bố tôi đá vào mặt mẹ tôi. Lấy được gì là bố tôi dùng để đánh mẹ tôi luôn. Tôi thì đang có em bé, can mãi còn bị bố tôi đánh chuột vào tay. Đến bây giờ vẫn còn đau và sưng. Tôi hét ầm lên mà cũng không được. Đánh xong, bố tôi còn ngồi trên ghế chửi tiếp. Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Quý vị thân mến, cha mẹ muốn nhận được sự tôn trọng của con cái thì trước hết họ phải là tấm gương về đạo đức sống chuẩn mực. Thế nhưng trên thực tế, có những người làm cha làm mẹ nhưng lại đối xử tệ bạc, mắng nhiếc, chửi bới, thậm chí là đánh đập chính những đứa con của mình. Kiểu cha mẹ này khiến con cái rơi vào tình trạng hoảng sợ, sợ ám ảnh và dần dần thu mình, xa cách với cha mẹ. Sau này khi cha mẹ về già, dù con cái vẫn báo hiếu cha mẹ, nhưng có thể đó chỉ là trách nhiệm, là nghĩa vụ, chứ không hề có tình cảm và sự tôn trọng dành cho cha mẹ. Kiểu cha mẹ thứ hai, cha mẹ hay đòi hỏi, coi con như là máy rút tiền. Câu chuyện sau đây tôi được nghe kể lại, nhưng trước khi kể, tôi phải nói lời xin lỗi với những người mẹ, có những người mẹ thương yêu con hết mực. Nhưng vẫn có những người mẹ có thể nói là đã xem con như mình, theo kiểu nuôi lớn rồi đẩy đi, với mục đích nhận lại một lợi ích vật chất nào đó để cải thiện cuộc sống của những người còn lại, chứ không hẳn chỉ là để trao cho con cuộc sống hạnh phúc. Quý vị cùng lắng nghe nhé! Nhà tôi có 6 anh chị em, bố tôi ngày xưa đi làm, mẹ tôi thì ở nhà. Bố tôi từng có lúc chất đầy tiền trong tủ, nhà tôi có tới 4 người làm, nhưng hình như lúc nào mẹ tôi cũng kêu thiếu thốn. Khi bố tôi già yếu không làm ra tiền nữa, ông lập tức bị hắt hủi. Mẹ tôi khinh thường ông, rồi bà không ngừng tiêm nhiễm vào ý nghĩ đó, vào đầu óc của các con. Mà gia đình tôi thì trước đó không nghèo. Bố tôi từng cưu mang ông bà ngoại, các anh chị em bên vợ, nuôi các cháu bên ngoài ăn học trong nhà, chu cấp cho cả vợ chồng các anh chị em bên vợ, thậm chí là trả nợ nhiều lần cho nhà vợ. Mẹ tôi từng học hết trung học, từng đi làm, 26 tuổi về làm vợ, cùng tình yêu dành cho bố tôi, từng bỏ qua quá khứ đi làm về là đi hái rau nuôi lợn, cắt cỏ cho bò, để trở thành người phụ nữ trên nhung dưới lụa trong sự yêu chiều của chồng. Thế mà ở tuổi 60 năm, khi bố tôi không còn làm ra tiền được nữa, thì ông lập tức bị vắt chanh bò vò. Người thay bố tôi cán đáng gia đình là chị gái giữa. Dĩ nhiên chị không thể kiếm tiền giỏi bằng bố. Dù đã biết buôn bán từ tuổi 12, tôi biết chị luôn mệt mỏi vì những đòi hỏi tiền bạc để phụ cấp cho thói quen mua sắm vô tận của mẹ. Mỗi tuần đi làm rã rời về nhà, câu đầu tiên chị nghe khi gặp mẹ là tiền, rồi những câu nói càng quá đáng hơn của mẹ. Con người ta nứt mắt ra là biết kiếm tiền mang về cho cha mẹ. Ba cái tiền lẻ này không đủ cho tao đi nửa vòng siêu thị. Phải nhiều hơn nữa. Khi bố tôi tự vào một nhà dưỡng lão thì chị không về nhà nữa. Năm đó, đang có những suất đi lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Giữa xóm tôi có 4 chị em nhà nọ lần lượt lấy chồng Đài Loan. Các ông chồng này sau đó còn theo vợ về Việt Nam làm ăn. Họ mua đất xây biệt thự. Cứ mỗi lần đi ngang qua cái biệt thự ấy là mẹ tôi lại chửi. Rồi bà nhờ ông hàng xóm có máu mặt lo cho tôi thằng con trai út nữa. Một suất đi Hàn hay Đài làm trên tàu cá. Tôi bị bà ép đi học ngoại ngữ mà ngơ ngơ ngác ngác. Còn mẹ tôi thì quyết liệt nói: bao nhiêu người sang Hàn, sang Đài đi làm giàu, tiền gửi về quá chừng, mày phải cho bằng với người ta. Sự thật thì cũng có thể như thế. Xóm tôi có mấy nhà có con đi hợp tác lao động, sang Đài, sang Hàn. Con lớn đi trước, con kế đi sau. Chừng một năm là cha mẹ ra đường vinh váo, tụi nó gửi tiền về nhiều lắm. Khi thấy những hàng xóm đi khoe như thế, mẹ tôi càng kiên quyết, bà ra lệnh cho tôi lo cho mày, cũng là lo cho tao, phải biết trả hiếu nhớ chưa. Cũng này còn một tuần nữa là tôi có lịch đi làm trên tàu cá. Khi báo chí loan tin bụi, thuyền viên Việt bị ngược đãi, thậm chí phải nhảy xuống biển, chọn sự liều chết để giữ lại mạng sống. Chị tôi mang tờ báo về. Mẹ tôi chưa bao giờ đọc báo bàn nạt, báo chí vu khống. Phim chiếu nước ngoài người ta văn minh lịch sự như thế,
làm gì có chuyện đánh đập hà khắc như thế. Chị giữa bảo tôi, đi theo chị no đói có nhau, chị không cho em mình bán mạng nơi xứ người như thế. Từ đó, mẹ coi chị em tôi như kẻ thù, bà luôn kể với hàng xóm, bà con họ hàng rằng chúng tôi là những đứa con bất hiếu. Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, mẹ tôi đã già yếu đi rất nhiều, nhưng tính hám tiền của bà vẫn không ngừng lại. Hướng lên bà vẫn nói, tại con quỷ kia cản đường, thằng út không đi được nước ngoài làm giàu, nên nhà mới khốn khổ như vậy đấy. Còn chị giữa của tôi khi nhắc đến mẹ, chị luôn thờ ơ, tôi luôn cố đưa chị về với mẹ. Nhưng chị cứ nói mẹ chỉ coi con như là cái máy rút tiền thôi, chị chẳng muốn sống với mẹ đâu. Thế đấy, thưa quý vị, có những kiểu cha mẹ cực dụng, luôn đòi hỏi ở con thứ này thứ nọ. Họ coi con cái như là cỗ máy in tiền và cho rằng việc chu cấp cho cha mẹ là bổn phận của con cái. Tất nhiên vì hiếu nghĩa, con cái thường sẽ không từ chối bổn phận đấy mà luôn hết lòng hết sức với cha mẹ. Nhưng lâu dần cách cư xử ấy của cha mẹ không chỉ khiến cho con cái chán ngán mà còn vô tình đẩy con cái ra xa cha mẹ. Lúc này, việc cha mẹ không nhận được sự tôn trọng của con cái là nhân quả đến sớm hay muộn mà thôi. Thứ ba, kiểu cha mẹ thứ ba, cha mẹ hay kỳ công. Tục ngữ xưa có câu, cha mẹ nuôi con bằng trời bể, để nói về công lao dưỡng dục của các đấng sinh thành. Vì con cái cha mẹ có thể làm đủ mọi việc, từ đạp xích lô đến nhặt ve chai, miễn sao con cái có thể lớn khôn ăn học nên người. Vẫn biết công lao đó là vô giá, không gì sánh bằng. Nhưng việc cha mẹ kể lại cho với các con thì không nên chút nào. Bởi đôi khi việc cha mẹ kể công quá nhiều có thể gây cho con những áp lực nặng nề, tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Mới đây, một cư dân mạng ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện mình tình cờ bắt gặp được ở một quán gà rán. Câu chuyện của anh đã khiến nhiều bậc cha mẹ phải giật mình ngẫm nghĩ lại bản thân. Hôm nay ở quán và sáng, tôi bắt gặp một câu chuyện như thế này. Một người bố dẫn con mình vào quán và gọi cho con một suất ăn của trẻ con. Khi đứa bé đang ăn, người bố nói với bé rằng, con ăn bữa này tốn nửa ngày công của bố rồi đấy. Đứa bé áng chừng tầm 7-8 tuổi. Sau khi nghe xong câu nói của bố, cậu bé im lặng không nói gì. Nhưng tôi có cảm giác cậu bé hiểu tất cả những gì bố vừa nói. Khi còn nhỏ, tôi cũng đã từng nghe người lớn trong nhà nói với lũ trẻ những câu đại loại như nhà không có tiền nhưng cũng cố mua cho con rồi đấy. Hai bố mẹ thắt lưng buộc bụng cũng là để dành hết cho con đấy. Trong sự giáo dục ở gia đình, có hai thứ đáng sợ nhất là sự bỏ ra và sự hy sinh. Nếu cha mẹ có tư tưởng mình là người bỏ ra, mình là người hy sinh thì sẽ cảm thấy việc nuôi dạy con vô cùng vất vả. Bố mẹ cũng tự cho bản thân là vĩ đại và trong tiềm thức luôn có tư tưởng con cái đang nợ mình công ơn dưỡng dục. Điều này khiến con không cảm thấy tình thương của cha mẹ mà ngược lại luôn có cảm giác mang nợ, không được an toàn. Lâu dần việc cha mẹ kể công quá nhiều còn khiến họ mất dần sự tôn trọng trong lòng con cái. Kiểu cha mẹ thứ tư, già rồi còn đong đưa. Chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của cô con dâu về mẹ chồng của mình, quý vị nhé. Mẹ chồng tôi năm nay 56 tuổi, bà là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Trước khi sống một mình như hiện nay, bà đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn. Chồng tôi là kết quả của cuộc hôn nhân của bà với người chồng đầu tiên. Dưới chồng tôi còn có hai đứa em khác bố nữa. Ngày tôi đi lấy chồng, tôi đã nghe nhiều người xì xào những điều không hay về bà. Nhưng khi gặp gỡ, bà đối xử với tôi rất nhiệt thành và tử tế. Chính vì vậy, tôi đã từng nghĩ cuộc sống ở nhà chồng sẽ chẳng quá phức tạp. Cưới về, tôi mới biết mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng. Quen sống độc thân nên bà chăm tụ tập lắm. Tuần nào thứ bảy cũng có một hội độc thân tụ tập ở nhà. Trước thì bà gọi thức ăn ngoài hàng về. Giờ người lo nấu nướng dọn dẹp chính là tôi. Còn cả hội chỉ ngồi chém gió. Tuy đã 56 tuổi, nhưng bà vẫn còn rất ham mê yêu đương. Bà thay người yêu như là thay áo. Thi thoảng lại thấy giận dỗi sụt sùi vì một ai đó. Có lần được người tình nhắn tin mùi mẫn, bà còn chụp lại màn hình, đăng lên Facebook, đếm lượt like comment. Bà nghiện điện thoại đến quên ăn quên ngủ.
Thực chất tính cách ấy của mẹ chồng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của vợ chồng tôi. Nói chung đây cũng là chuyện riêng của bà. Tôi chẳng có gì phải bức xúc. Thế nhưng chồng tôi thì lại khác. Anh khó chịu ra mặt, đôi khi còn thấy xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp nữa. Tôi biết rằng, ngoài bổn phận trách nhiệm với mẹ ra, thì sự tôn trọng của anh dành cho bà ấy càng ngày ít dần. Có câu nói, sự có mặt của cha mẹ trong cuộc đời con cái không phải là để cho chúng có cuộc sống sung túc đầy đủ, mà là khi nghĩ đến cha mẹ, trái tim của con sẽ tràn đầy sức mạnh, con sẽ cảm thấy ấm áp, sẽ có dũng khí và năng lực để vượt qua khó khăn và có được cuộc sống vui vẻ và tự do thực sự. Thế nhưng, kiểu cha mẹ không đứng đắn, già rồi còn đong đưa, sẽ chỉ khiến con cái muốn xa lánh mà thôi. Quý vị thân mến, cha mẹ chỉ nhận được sự tôn trọng của con cái nếu bản thân thực sự là tấm gương về đạo đức, lối sống. Sau đây là những điều cha mẹ cần làm để luôn nhận được sự tôn trọng của con, dù họ không giàu có hay quyền lực. Thứ nhất, chủ động chăm sóc bản thân, không làm phiền con cái. Các bậc cha mẹ đáng được tôn trọng chính là những người tự giải quyết vấn đề của họ mà không làm phiền đến con cái. Ví dụ, họ không lôi con cái vào chuyện vợ chồng của mình, không can thiệp sâu vào cuộc sống của họ, không đòi hỏi con cung phụng, chu cấp tiền bạc. Cha mẹ đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con, sẽ được các con và những người xung quanh yêu quý, tôn trọng. Thứ hai, coi thể diện của bản thân là thể diện của con cái và gia đình. Cha mẹ già là cây cao bóng cả, là tấm gương để con cháu học tập và noi theo. Bởi vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cha mẹ cũng phải giữ gìn đạo đức lối sống chuẩn mực. Cha mẹ là cái gốc của con cái. Cha mẹ không có thói quen tốt, không có đạo đức thì khó có thể giáo dục con cái có thói quen tốt và khó nhận được sự tôn trọng từ con cái và những người xung quanh. Thứ ba, không chỉ trích, không oán thán, giữ tâm lạc quan, tính ôn hòa. Làm cha mẹ hãy nhớ rằng giữ gìn cảm xúc ôn hòa của mình mới chính là sự giáo dục vĩ đại nhất đối với con cái. Điều đó không chỉ giúp con dần dần lớn lên trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm hồn, mà con còn luôn tìm thấy cảm giác bình an khi ở bên cha mẹ. Ngược lại, nếu cha mẹ không tĩnh, để cảm xúc bị chi phối quá nhiều, thì cả nhà cũng chao đảo dập dình. Nếu con cái ở trên con thuyền như vậy của cha mẹ, thì chỉ một chút động tĩnh thôi cũng ảnh hưởng đến con rất nhiều. Cho nên cha mẹ luôn giữ tâm thái lạc quan, tính cách ôn hòa, không chỉ trích, không oán thán, sẽ luôn nhận được sự tôn trọng, luôn đem lại cảm giác an toàn cho con cái. Quý vị thân mến, cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy nên những đứa con ưu tú, và cha mẹ nào cũng mong muốn khi về già được sống trong tình yêu thương, sự kính trọng của con cái. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng làm được điều này. Bạn muốn con mình có thói quen tốt nào? Bạn muốn nhận được sự tôn trọng của con cái? Ngay từ bây giờ, hãy là bậc cha mẹ tích cực, là tấm gương về đạo đức lối sống. Quý vị nhé! Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!